Nào, chúng ta bắt đầu bài số 1 ạ. Các bạn tập trung đi ạ. Bài số 1 của chúng ta là gì đấy ạ? À, phần đọc từ khác vẫn còn lại đúng không ạ? Từ đầu tiên mình sẽ đọc là gì ạ? Shoot, đúng không ạ? Âm U này. Around, âm out này. House, âm out đúng không ạ? Và shout, bây giờ sẽ là A. Shoot, chưa ạ? Nhớ nha, chấm chữ bài các bạn cẩn thận cô. Sai thì phải nhớ được. Rồi ok, tiếp này chúng ta sang câu số 2 ạ. Chúng ta có từ đầu tiên là gì đây ạ? Shout. Out đúng không ạ? Flower. Out đúng không? Bow nha. Ở đây chúng ta vâng, cái từ bow này của chúng ta có nghĩa là gì đây các lớp nhỉ? Là cúi chào, cho nên đáp án chính xác ta sẽ là đáp án C ạ. Sure. S gì đọc là S gì dài. Sure. Shout đúng không ạ? Sing rất là nhẹ nhàng và wish đó sẽ là gì ạ? Sing. Số 4 này mình có từ beach e này, Swiss e này, it e này và feather đáp án đẹp gì ạ? Feather. Số 5 này celebrate đọc là sc này, cousin đọc là chữ k này, city là sc và cinema là sc, đáp án sẽ là baby cousin. Có ai đúng hết tất cả những câu này không ạ? No. Ui rồi. Now, Vietnamese people usually return to their family. Người Việt Nam thì thường thường sẽ return, sẽ quay trở lại về gia đình của họ vào dịp Tết. Chính là dùng từ đó là during Tết, trong suốt dịp Tết. Không dùng on ạ. On chỉ đi với ngày thôi nha. Còn từ Tết thường bình thường nó sẽ là at đúng không? Hoặc là during. When the clock strikes midnight, khi mà cái clock tức là khi cái đồng hồ đấy điểm lúc nửa đêm thì colorful fireworks tức là những cái nhỉ, màn bão bắn pháo hoa rực trời đúng không ạ? Nó sẽ làm ra điện thắp sáng cả một bầu trời. Ở đây là trên trời thì các bạn dùng in the sky, mặc dù là đọc thì là đọc là on ở trên đúng không ạ, nhưng mà đối diện cái bầu trời các bạn phải dùng in the sky, các bạn nhớ nha, không dùng on the sky. Đấy là một cái trường hợp đặc biệt thì mình phải nhớ. Nào, you shouldn't, bạn không nên như thế nào những thứ này vào ngày đầu tiên của Tết, không nên làm vỡ đúng không ạ, những thứ này vào ngày đầu tiên của Tết. Chúng ta dùng là từ gì ạ? Break đúng không? Thế còn make là tạo ra, hang là treo lên thì không phải rồi. Nhưng bạn không nên làm vỡ một vài thứ vào ngày đầu tiên. Ví dụ ngày đầu tiên mà không vỡ bếp và chén là cả năm ông vỡ đấy đúng không? Nào, Tết là một cái khoảng thời gian như thế nào của cả năm? Ở đây chúng ta có từ the, đây là so sánh hơn nhất ạ, cho nên sẽ là the busiest. Y dài thành y ngắn và thêm đuôi est so sánh hơn nhất ạ. Đáp án C ạ. Ông này mà câu nào sai thì ông mở ngoặc cho tôi là bố tí mẹ thôi nhá. Nào, Tết is the biggest and the most important. Tết là một cái dịp rất là biggest tức là lớn nhất và quan trọng nhất ở Việt Nam. Festival là lễ hội. Decoration đấy chính là sự trang trí. Occasion là chính là các cái dịp. Và tradition của chúng ta chính là nhà truyền thì nhỉ, truyền thống. Vậy ở đây các bạn đã dùng là important hay là festival đấy à? Trả lời. À, festival là một cái lễ hội quan trọng nhất đúng không ở Việt Nam. Tiếp nào, Tết đang tới gần rồi, chúng ta như thế nào lau dọn nhà cửa? Should, nên, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta không nên, là chúng ta không được phép lau dọn nhà cửa thôi. Chúng ta chỉ không được phép lau nhà cửa vào ngày đầu tiên của năm mới, đúng không ạ? Tiếp nào, tôi luôn luôn như thế nào, my grandparents, ông bà của tôi, a long life, a good health, sức khỏe nhỉ, tốt và sống lâu trăm tuổi. Wish, I wish, tôi luôn luôn mong ước cho ông bà tôi như thế nào. Còn celebrate nó chỉ là tổ chức thôi đúng không ạ? Còn từ bring là mang tới cái gì? Tiếp nào, cái gì, ai là người đầu tiên để bước vào nhà vào năm mới ạ? À? Ai đấy? Thứ nhất, relative họ hàng. Viết nghĩ cho bạn giúp cô nào, họ hàng, không phải rồi. First cousin là anh chị em họ đầu tiên, sai pet. Tiếp, first footer, đây chính là người xông đất. Footer là bàn chân ấy, foot là bàn chân ấy, first footer nó chính là người xông đất đầu này. Trên đáp án sẽ là đáp án C. Rooster là con gà trống. Đáp C nhá. Con gà trống xông đất đầu năm ở ngày đấy. Nồi luộc, ok nha. Sao nó ngậm bông hoa nha. Ok nha, tiếp nào. Quá tuyệt vời nha, các bạn quá tuyệt vời. Ok, câu tiếp theo này. Ba chấm, người Việt Nam chuẩn bị cho Tết. Vậy người Việt Nam chuẩn bị cho Tết như thế nào đúng không con? Mình dùng từ gì đây cả lớp nhỉ? À, how do the Vietnamese people prepare for Tết? Đáp án C ạ. Thế không how thì dùng gì, dùng what ạ?
Thế chẳng hạn là nói là người Việt Nam chuẩn bị cho Tết cái gì? Như thế nào ạ nhá? Nào, nào mà xem. Anh Khánh chuẩn bị ra khỏi lớp rồi đấy. Ủa, trên này mong một cái cục tay của lớp. Nào, in which country? Ở đất nước nào mà mọi người thường ném nước vào nhau? A. Scotland. Đọc lại Bình Dương. Hay quá. B. Thái Lan. C. Mỹ. Và điểm đi là Đan Mạch. Vâng, Đan Mạch. Đan Mạch từ người ta gọi là Đen Đen Mạch. Vâng, cái câu này chính là ai ở nước nào thì người ta sẽ gì đấy ạ? Đáp án là gì? Ôi giời ơi. Có ông khoanh Mỹ này. Ông thì khoanh Đan Mạch này. Vâng, ông thì khoanh gì đó Thái Lan. Ông thì khoanh gì đó Scotland. Vâng, vậy đáp án chính xác ta sẽ là gì? Cả lớp. Vâng, Thailand. Cái nước nha. Thành phố nào? Ở đây. Nè. Ở đây có hai thành phố thì à, hey. Ở đây có hai thành phố thì câu trả lời của chúng ta sẽ là so sánh hơn các con nhá. Larger. Làn bìa. Này mình ở trong mặc áo đồ phục của trường ở trong sáng sủa này nhỉ. Này. Cô thấy áo đồng phục của trường em đẹp mà, trông sang mà. Ok, tiếp này. Do you finish packing? Bạn đã thì nhỉ? À, hoàn thành cái việc đóng gói chưa? Vâng, tất cả mọi thứ đã ở trong ba lô của tớ rồi. Bách bách viết liền. Đáp án B ạ. Ông nào có ra cái bách bách là cái gì? Là cái gì? Chết 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 chết. Hỏng hết bánh kẹo. The Amazon. Amazon thì như thế nào? Amazon là rừng gì đấy ạ? À? Rừng nhiệt gì? Nhiệt đới. Rừng nhiệt đới đó chính là gì ạ? Rainforest. Có thể gọi là rainy forest đấy cơ. Wet forest cơ. Rừng ướt đấy cơ. Ê, chết rồi. Cái gì nó là một cái túi rất rộng và lớn cho việc ngủ, đặc biệt là khi bạn cắm trại? Sleeping bag. Đáp án A. Lại còn là thể loại là a sleepy bag, cái túi buồn ngủ nữa thì chịu rồi. À, tiếp nào, câu số 15 này. Nghe, nếu như chúng ta có một cái gì thì chúng ta sẽ không bị lạc đâu. Nếu như chúng ta có một cái la bàn đúng không? Từ là gì đây ạ? Vâng, compass, đáp án C. Thế còn ruler là thước kẻ nha. Còn ơi, painkiller thì là cái thuốc giảm đau. Hay quá, có thuốc giảm đau sẽ không bị lạc đường. Rồi, ok, number 6, số 16 này. Bạn như thế nào du lịch một mình tới khu vực miền núi và nó luôn là đi theo nhóm? Bạn không gì ạ? À? Không được phép, đúng không? Mustn't. You mustn't. Đi à, đi núi, đi miền núi là tại phải đi có người. Tại sao ạ? À? Phòng lúc trượt chân là bị sao không có người cứu. À. Bạn như thế nào? Rất là nhiều check a lot of warm clothes, mặc rất là nhiều quần áo ấm khi mà bạn đi tới Sapa vào mùa đông. Vậy là bạn phải mang theo đúng không? Đáp án sẽ là A. You must. Đây là do ngoại cảnh tác động đúng không ạ? Đáp án đây. Tuyệt. Thôi nha, không đùa nữa. Imperial City, thành phố Huế thì là một thành một điểm thu hút khách du lịch lớn nhất. Thứ nhất, ở đây chúng ta là một điểm thì các bạn chỉ là số ít thôi. Nó sẽ là tourist attraction. Đáp án sẽ là đáp án A. Điểm thu hút khách du lịch. Hạ Long Bay là cái gì số 1 ở Việt Nam? À, kỳ quan thiên nhiên, natural wonder. Đúng không ạ? Đáp án là B. Ông nào mà wonderful nature thì thôi chắc chịu luôn đấy. Nature wonder chịu luôn đấy nha. Tiếp nào, bạn 3 chấm muộn khi tới trường, nó là chống lại cái quy định của trường. Bạn không được phép. Không được phép dùng thế nào đây ạ? À? You mustn't. Chúng ta nhắc lại với nhau này. Must là bắt buộc phải làm gì. Còn mustn't là không được phép làm gì đúng không? Còn can là có thể đúng không? Thế bạn có thể đi muộn. Chúng ta không dùng bạn không thể, bởi vì cái này nó là luật. Luật thì phải là mustn't. Bạn 3 chấm tất cả những cái necessary things đấy, như là những cái điều cần thiết này cùng với bạn trước khi mà bạn bắt đầu chuyến du lịch. Vậy bạn phải mang theo tất cả những thứ cần thiết. Đáp án chính xác C. Bạn phải ghi nhớ mang theo cái gì nó rất là useful, hữu ích khi mà bạn đi vào trong hang động, bởi vì nó rất là tối. Scissor, kéo. Hay quá. Vâng, torch, đây là vừa là nến này, nó vừa là đuốc.
vừa là nến vừa là đèn pin vừa là đuốc, nó có ba nghĩa nhé. Đúng không? Vâng, clock chúng ta là đồng hồ, đồng hồ treo tường nha các ông, là đồng hồ treo tường nha. Và compass đó chính là gì đấy à? À, là bàn đo sát đoán bi mang theo một chiếc đèn pin touch. Nào, there are many shops near here. Có, nói ý thôi ạ. À, có rất là nhiều cái cửa hàng đúng ở gần đây. Cho nên là the street, là những cái con phố này nó rất là bận rộn. Bận rộn và ầm gì? Ầm ĩ. Busy là tính từ thì đằng sau cũng phải là tính từ noisy. Thế còn noise của chúng ta là chỉ là danh từ thôi đúng không? Narrow là tính từ hẹp đúng không? Tiếp nào, cô ấy như thế nào tiếng Anh at the moment, thời điểm hiện tại. Vâng, at the moment. At the moment đáp án sẽ là hiện tại tiếp gì? Tiếp diễn, đàn baby. E study. Chết rồi, anh nhật lại sai đúng không? Để nó bỏ nó đi cùng Tốt. yeah. Sometimes của chúng ta. Sometimes của chúng ta là hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì các bạn dùng là go để bạn đây. Rồi, chúng ta xong bài C ạ. Trả về cho bạn trước đi. Bởi vì là nào, chúng ta xong bài C, chúng ta cùng nhau làm bài C nào cả lớp. Tìm lỗi sai trong bốn cái phần gạch chân sau. Câu 1, ai biết xài đâu ạ? À? Quá dễ rồi. Nào, cô mày Hải ạ. À? À, câu C con sửa thành gì ạ? À? À, half đúng không? Bởi vì từ just đây của chúng ta là trận động từ rồi đúng không ạ? Chính xác luôn. Nó sẽ là half. Ok anh em, tiếp số 2 nào. Number 2, Linh. Chu Linh. À, sửa thành câu gì? Go to school đúng không ạ? Go to. Câu số 3, Ngân. Đây. Nào, Hải. Sửa đánh. À, is cleaning. Vì có từ nào lên từ tiếp diễn luôn. Nào, chúng ta xong bài đọc này cả lớp nghe. Chúng ta làm thật nhanh để tí nữa chuyển sang đề tiếp theo, đề listening nha. Để nghe. Nào, yêu cầu là sao? Lunar New Year, đây là năm mới, hay còn gọi là Tết, là một cái biggest and most important festival in Việt Nam, là một cái lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất ở Việt Nam. Tết often fall between late January and early February. Tết thì thường xuyên là nó rơi vào tầm khoảng cuối của ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2. A great deal of excitement still build up well before Tết. Có rất nhiều cái sự háo hức đúng không ạ? Nó vẫn việc xây dựng lên thì trước khi Tết. Và những con đường được decorated, được trang trí với những cái color lights, những cái ngọn đèn đầy màu sắc, red banner, những cái băng rôn khẩu hiệu đỏ. Shop are full of goods, tức là những cái cửa hàng thì đầy những cái gì nhỉ? Hàng hóa. And people, goods, có chết gì đây là hàng hóa nhá. Và mọi người thì rất là bận rộn với việc mua những cái món quà, lau nhà, trang trí nhà cửa và nấu những món ăn truyền thống. Homes are often decorated with plants and flowers at this time. Những ngôi nhà thì thường xuyên được trang trí với rất nhiều những cái cây, thực vật và những cái loài hoa vào thời điểm này. Peach blossom của chúng ta là hoa gì đây cả lớp nhỉ? Hoa đào thì nó chính là một cái truyền thống ở Tết đúng không ạ? Vào thì nhỉ? Mấy đề án internet là phương phía nhỉ? Phía Bắc. Trong khi apricot blossom hoa mai thì là truyền thống ở khu vực phía Nam. Và một trong những cái món món ăn đặc biệt của Tết đó chính là bánh chưng, cái mới được làm từ sticky rice, gạo nếp, green bean, đỗ xanh và fatty pork, thịt mỡ lợn. Lợn mà có mỡ, fatty là mỡ. Và những vài những ngày này của Tết thì mọi người sẽ nhỉ tới thăm các thành viên trong gia đình đúng không, hoặc những người bạn gọi exchange, tức là nhỉ và đưa cho nhau những cái lời chúc của năm mới. Và children, trẻ con thì nhận được lucky money, tiền lì xì ấy. Chúng mày thích cái này lắm đây. Inside red envelope, tức là mẹ tịch thu đúng không. Tiếp nào. Many people, rất nhiều người đi tới ngôi chùa này để pray for, để cầu nguyện cho cái Happy New Year, một cái năm mới, đúng không ạ? À, cho bản thân họ và cả gia đình nữa. Và cả những đứa trẻ và người lớn thì tham gia vào những cái trận game này và rất là nhiều hình thức đa dạng giải trí khác. Và Tết là một dịp thực sự rất là vui vẻ, đúng không ạ? Vậy Tết diễn ra khi nào ạ? Late January and early February, là bạn gì? Vâng, một tháng nữa là Tết rồi đấy ạ. Tiếp số 2 ạ. What do people do to prepare for Tết? Mọi người làm gì để chuẩn bị cho Tết đây cả lớp? Buy gifts, clean and cook right, buy books, clean and decorate their house, buy gifts, clean the... Đó sẽ là gì ạ? À? Vâng, C ạ. Câu 3 này. Apricot blossom traditional in. Apricot blossom ở khu vực phía nào?
Phía Nam, đó sẽ là gì? South. Nó là phía Bắc ạ. Sao là phía Nam? Hay quá. Hẳn không biết đâu là phía Bắc, đâu là phía Nam nữa cơ. Bánh chưng được làm bằng gì ạ? Đáp án C. Vâng, dài nhất đây. Đáp án dài nhất của các ông đây. Nào, đứa trẻ nhận cái gì vào ngày Tết đây? Lucky money, baby. Nhận hoa đào ư? Nhận đèn đèn nhấp nháy vào ngày Tết. Nào, cô mời các bạn sẽ làm, chúng ta sẽ làm nhóm với cô bài B ạ. Làm nhóm cô bài này ạ. Bãi biển Trà Cổ ở Quảng Ninh, ở tỉnh Quảng Ninh là 9 km đúng không ạ? À, cách với Móng Cái. Và nó là một cái gì dài nhất và lãng mạn nhất ở Việt Nam? Nó chính là bãi biển dài nhất và lãng mạn nhất ở Việt Nam, beach. Du khách có thể enjoy, thưởng thức cái gì? Sau từ the phải là một danh từ. Đáp án A, beauty. Cái vẻ đẹp của gì đấy ạ? À, của white sand beach, cái gì đấy? Không có lấy hết cái gì hết. Tiếp, có thể lấy cái vẻ đẹp của cái gì nhỉ? Bãi cát trắng đúng không? Và gì nhỉ? Ở nước biển màu xanh đúng không? Quanh năm. Và du khách thì nên như thế nào? Sunset. Ở đây chúng ta có sao sút từ động từ nguyên thể. Đáp án A, nên enjoy đúng không ạ? Nên tình cái gì nhỉ, cảnh gì nhỉ, lúc bình minh và mặt và lúc gì đấy à, mặt trời lặn đúng không ạ? Và bạn có thể tới thăm gì đấy à, Communal House ở Trà Cổ, Linh Khánh Pagoda, chùa Linh Khánh, Trà Cổ Church, nhà chùa ngồi của gì đấy Linh à, Ngân. Và nếu như du khách muốn một vài cái gì fresh, trong lành, fresh air, không khí trong lành, hoặc là gì đấy cả lớp nhỉ, fresh gì nhỉ, fish là gì nhỉ, cá 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 tươi, hoặc là menu là thực đơn tươi, hoặc là water. Ở đây thứ nhất này các bạn, tất cả những cái này đều dân tươi. Tất cả những cái... không, mà tất cả từ này đều đi được với từ fresh, chứ tôi không bảo là đều đúng hết nha công nhá. Nhưng mà các bạn phải hiểu là thứ nhất này, nghe 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 từ gì đi ạ, từ e thì không thể nào mà đi đi ra thuyền cá mà tìm thuyền cá được đúng không ạ? Chúng ta không thể làm như thế được, chúng ta phải dùng là fish ạ, được chưa? Cá tươi ạ. À, thì bạn ấy đến những cái thuyền ạ. Ok, tiếp tục là cả lớp. Số, tại sao từ fish đây có chữ es gì? Bình thường từ fish không có chữ es gì, nhưng từ fish đây có es gì? Bởi vì từ fish này có nghĩa là các loại cá. Muốn Vâng, bốn này ạ. ăn Câu năm, take bath in là bạn này ạ. con Nào, chúng ta sang bài tiếp theo. Trả về cho các bạn đây ạ, 2 điểm câu nhá. Chúng ta sang phần C đi ạ. qua Có một thôi. Bài này là hai ạ. Nghe nhá. The most important, cái gì nhỉ? Kỳ nghỉ quan trọng nhất ở Trung Quốc đó là gì nhỉ? Kỳ nghỉ và dịp Tết âm lịch. Và thời điểm này thì các cửa hàng đã đóng cửa và mọi người thì celebrate tổ chức bằng cách là có tiệc tùng này, đúng không ạ? Tạo nên những cái cuộc gọi điện thoại tới nhà hàng xóm của mình và tới thăm một vài ngôi đền, chùa và gì nhỉ? Những lời hứa hẹn đối với năm mới. Và những đứa trẻ đi bộ qua đường đúng không ạ, mang theo những chiếc đèn lồng, tức là đi diễu hành, và mang theo những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, và paper figure tức là những cái gì dữ liệu gì à, những cái gọi là nhân vật bằng giấy, và firework là những cái gì đấy cái nghe pháo hoa này thì thường xuyên được set off, được bắt đầu light up the sky, thắp sáng trên bầu trời. Thời gian của New Year cũng là thời gian ở khi đó mà người Trung Quốc trang trí nhà cửa. Ví dụ như là cửa sổ này thì đều được làm từ những cái thick paper torn down, tức là những cái nhà tờ giấy nó rất là dày đúng không ạ? Và cái mà có thể xé ủ rủ xuống được. Và một vài cái thì là gì nó được dựng lên, vài cái mới thì được dựng lên. Và đây nó cũng là thời gian trong suốt thời điểm đó mọi người sẽ trả hết trả nợ của họ, pay the debt. Mọi người sẽ cố gắng để settle all his bill, tức là trả hết tất cả những cái hóa đơn trước khi mà bắt đầu của năm mới. Và trước khi đêm của năm mới thì mọi người đã gì đấy ạ, khiến cho ngôi nhà trở nên attractive, hấp dẫn hơn bằng việc trang trí thôi, với các loại hoa thực vật và treo những cái decoration, những cái đồ trang trí mà đầy màu sắc và sáng sủa. Vậy câu 1, cái basis, cái đoạn văn này nghe nó chủ yếu nhìn chung nói về cái gì? A, trả nợ. B, Trung Quốc.
Si Tết ở Trung Quốc và Đi là những lời hứa hẹn vào năm mới. Đáp Okay. án Si. Năm mới là thứ nhất một dịp quan trọng, thứ hai thời gian cho những bữa ăn lớn, câu C đặt thời điểm quan trọng cho những đứa trẻ, và câu D thời gian khi không có ai bị nợ cả. Đó sẽ là A. Tiếp nào, cái gì chúng ta có thể infer rút ra được từ đoạn văn? Thứ nhất là người Trung Quốc chỉ có một ngày nghỉ thôi, kỳ nghỉ thôi. Thứ hai, cái chung cái gì ở Tết ở Trung Quốc rất là vui. Thứ ba là cái việc tổ chức Tết ở Trung Quốc nó sẽ kéo dài trong 7 ngày. Và thứ tư là mọi người sẽ không đi đến nhà thờ trong suốt cái dịp này. Ở đây các bạn thấy đâu là sự thật ạ? Ở đây các bạn thấy thứ nhất là người ta có nói gì, người ta có nói cứ nói về cái việc mà nó diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày không ạ? Đâu chỗ nào nói đến diễn ra bằng ngày, có nói không? Không nói là diễn ra trong vòng một tuần hay là bao nhiêu, nó chỉ nói là shop đóng cửa nó kia vân vân thôi. Thế còn câu thứ hai là gì nhỉ? Người cái này rất là vui. Cái thứ ba là cái đây là mọi người không đến nhà thờ. Các bạn thấy có chỗ nào đến nhà thờ không? Nhìn tất cả những cái này, người ta chỉ đi thăm đền thăm chùa không đến nhà thờ, bởi vì người Trung Quốc người ta không theo đạo Thiên Chúa, chỉ đến đạo khác. Thế đáp án sẽ là đáp án D đi. Yes, đáp án D. Như mình ấy, có biết là có bạn nào theo đạo Thiên Chúa không, nhưng mà ví dụ như mình là thứ đây sẽ đạo Phật, nhà mình thờ Phật ấy thì chỉ đi đến chùa và đền thôi. Tiếp nào, cái nào dưới đây không phải là sự thật? Thứ nhất, những màn bán pháo hoa này sẽ được bắt đầu thắp sáng ở trên bầu trời. Đúng, đúng. Nhưng chúng ta đang tìm câu không đúng, đúng không? Những ngôi nhà của Trung Quốc này được làm bằng giấy. Hay quá, có phải nhà là làm bằng giấy không? Mà là cửa gì? Cửa sổ. Thì là bằng bi. Nhà là bằng giấy thì mà coi à? Ừ. Câu 5 này. Mọi người khiến cho những ngôi nhà của họ trở nên hấp dẫn bằng cách như nào? Trang trí với hoa và cây, trang trí với lại những cái đồ trang trí sáng màu. Thôi, treo những đồ trang trí sáng màu bên ngoài nhà, trang trí với hoa cây và những đồ trang trí sáng màu. Và đây đáp án chính xác, ta sẽ là đáp án cuối cùng ạ. Vâng, đáp án dài nhất theo của các bạn. Rồi, chúng ta sang phần viết lại câu ạ. Cả lớp tự làm bài viết lại câu. Sử dụng các từ cho sẵn, không làm được thì về đi ngủ luôn. À, thế đấy. Nào Ngân. Đúng rồi. Thay từ goals và thay từ on gì? On food, đúng chưa cả lớp? Thì chúng ta sẽ dùng là my sister walk to the market. Xong. Nhớ là từ walk phải chia đấy nha. Vâng. My sister walks to the market. Vâng, thế Messi ạ. Number two, số 2 nào. Ui, con này dễ. Nào, Chu Linh. In gì? In joy là in mai. Sai. Mấy con này là câu hỏi cơ. Mình đã viết lại câu thì mình phải giữ nguyên câu hỏi chứ. Nha, có 700 học sinh ở trong trường của bạn. Da. Your school. Được chưa? Half. Không phải dùng cái hết đúng nhỉ? Half. Da your school half. Gì nữa cả lớp? 700 Da your school half 700 people. Nó là từ half chứ không phải từ has nha. Trường của bạn có 700 học sinh có phải không? Ai làm được câu số 3 nào? Câu 3, Chi. Đúng rồi. There are, không chắc các bạn thi có câu này không? Có cái dạng và half với lại như này không? Ừ. Không có ZATI vừa has nhỉ? Thế à? Có 42 cái phòng học, cái lớp học ở trong trường của chúng ta. There are 40. Tiếp, phần B sắp xếp này. Câu số 1, 3 chấm favorite subject.
Literature Secondary School Honor P-Mai. Vậy văn là một trong những môn học mà tôi yêu thích ở trường cấp 2. Đọc con này cho cô đi. Cũng không biết. Vâng, literature is one of the one of the my favorite the subject gì nữa in my secondary school. Văn là một trong những cái môn học mà như thế nào nhất đúng không ạ? Một môn học mà tôi thích nhất đúng không? One of my favorite hoặc là one of favorite subject in my secondary. Các bạn để từ my ở trước từ favorite cũng được, để từ my trước từ secondary cũng được nha. Literature is one of my favorite subject in secondary school. Số 2 nào. Có 4 kỳ thi chính mỗi lớp học. There are four gì? Có đọc đi. Main exam gì nữa? During every grade. During every grade. Còn một câu nữa đúng không ạ? Có một cái sân lớn ở trước gì nhỉ? Nhà trước trường của chúng tôi. Nhà có một cái sân lớn ở trước trường của chúng tôi. Nào, xong chưa? Rồi, ok nha các bạn nha. Câu này chúng ta sẽ đọc là gì? There is a big yard. Big yard. Có một cái sân trước in front of our school. Đúng rồi. Nhật đấy, con ra con lấy cái những cái giấy ở cái máy in ạ. Đây là câu 1. Câu 1 từ đầu tiên là gì ạ Hải? Sai, câu 1 là what? What do you do? Bạn làm nghề gì? Số 2 là gì cả lớp nhờ? Who is this? Số 3 là gì ạ? What is that? Số 4 là gì ạ? What time it is? Số 5. How? Bài này là bài kiểu mồi thôi không ạ? Đi xuống với bài dưới nhá. How are you? Bài số 6 ạ. How old is your sister? Số 7 ạ. Nhanh. Số 7 là gì? Thời gian đấy.